Để khởi nghiệp thành công, ngoài các nguồn lực về nguồn vốn, nhân sự, bạn rất cần có bên mình một người cố vấn hay còn gọi là mentor, đồng hành trong việc đưa ra các chiến lược, hướng phát triển phù hợp với doanh nghiệp và xu hướng phát triển của dự án của mình. Bên cạnh đó, với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực mà bạn hoạt động, các mentor sẽ là những người có mối quan hệ rộng, có thể giúp bạn kết nối với các quỹ đầu tư, nhà đầu tư thiên thần uy tín và phù hợp một cách nhanh nhất. Ở Việt Nam, các mentor không chỉ hoạt động theo cá nhân mà còn hoạt động trong các tổ chức uy tín của tư nhân hoặc nhà nước. Đầu tiên phải kể đến các vườn ươm doanh nghiệp tại các thành phố lớn như Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp trực thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng, Việt Nam Silicon Valley tại Hà Nội hay tổ chức Van Making với nhiều năm kinh nghiệm, cung cấp thông tin và hướng dẫn tích cực cho cộng đồng khởi nghiệp trẻ. Tổ chức VMI cũng là một tổ chức hỗ trợ tốt cho các startup bởi khả năng liên minh các nhà cố vấn khởi nghiệp có khả năng kết nối rộng và hiệu quả nhất Việt Nam. Các bạn cũng có thể tìm đến các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp được các nước tài trợ như chương trình SUCO Entrepreneurship Program, chương trình hỗ trợ khởi nghiệp ở các nước đang phát triển được chính phủ Thụy Sĩ tài trợ, tổ chức Shinhan Future Lab, chương trình cố vấn khởi nghiệp của ngân hàng Shinhan về công nghệ tài chính. Với các tổ chức tư nhân, có thể kể đến chương trình Topeka Institute hoặc Fly Design. Hai đơn vị này không chỉ hỗ trợ cho các startup định hướng phát triển cho nhiều startup trẻ như Nguyễn Khôi, sáng lập WeFit, Đào Xuân Hoàng, sáng lập Monkey Junior, Wake It Up của Hoàng Đức Minh, Giao hàng nhanh của Lương Duy Hoài. Tài chính luôn là vấn đề với các startup trong quá trình vận hành và phát triển sản phẩm. Vì vậy, ngoài nguồn vốn tự thân, các startup rất cần kêu gọi vốn. Dưới đây là các cách gọi vốn phổ biến. Crowdfunding là hình thức kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng để giúp chủ một dự án hay người nghĩ ra một ý tưởng hoàn thành những dự án hay sản phẩm của họ khi họ có ý tưởng nhưng lại không có tiền để thực hiện dự án của mình. Hiện nay có 5 hình thức crowdfunding phổ biến. Hình thức thứ nhất là nhận quà tri ân. Đây là hình thức huy động vốn, thực hiện những ý tưởng mới, đột phá và chưa bao giờ có. Số tiền tài trợ được chia theo từng gói, mỗi gói là một phần quà tương ứng. Người tài trợ sẽ nhận được quà khi dự án thành công, không xét đến lợi nhuận hay cổ phần sở hữu. Góp vốn cho vay là hình thức phù hợp cho các doanh nghiệp đã thành lập nhưng tài sản thế chấp không đủ thuyết phục ngân hàng nào. Vốn vay được lấy từ vốn góp của cộng đồng hoặc từ những người đã kinh doanh thành công. Từ hình thức này nhằm tạo ra dòng vốn luân chuyển lớn để giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Góp cổ phần. Hình thức này không khác việc mua cổ phiếu một công ty mới có tiềm năng. Người đầu tư nhận lại cổ phần và lợi nhuận nếu công ty kinh doanh có lãi. Ủng hộ dự án từ thiện. Đây là hình thức các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ khi vận động quyên góp giúp đỡ vùng thiên tai, người có hoàn cảnh đặc biệt hoặc trung tâm bảo trợ. Hình thức này không xét đến việc phải có quà tri ân, lợi nhuận hay cổ phần. Hình thức like là đóng góp từ thiện, gửi quà tri ân, đóng góp cổ phần, tặng thẻ thành viên giảm giá trọn đời hoặc gửi tặng quà cho những ai góp vốn cho công ty vay vốn làm ăn. Bạn có thể kêu gọi crowdfunding trên Kickstarter và Indiegogo hay IG9 là trang crowdfunding đầu tiên tại thị trường Việt Nam. Nhà đầu tư thiên thần là những cá nhân giàu có khả năng cấp vốn cho một doanh nghiệp thành lập và thông thường để đổi lại họ sẽ có quyền sở hữu một phần công ty. Các nhà đầu tư này thường tiến hành đầu tư bằng chính tiền của mình. Thường sẽ có hai hướng để thiên thần đầu tư. Một là invest on people, đầu tư vì mình hiểu rõ người đó. Hai là invest on industry, đầu tư vào ngành mình hiểu rõ. Ở giai đoạn đầu tiên khi khởi nghiệp có nhiều khó khăn, những nhà đầu tư thiên thần sẽ là người giúp startup vượt qua giai đoạn này, đóng vai trò là các mentor nhiều hơn, giúp startup đạt được product hay market fit, tìm ra những khách hàng đầu tiên của mình. Quỹ đầu tư mạo hiểm. Hiểu đơn giản là một tập hợp số tiền vốn của các nhà đầu tư được dùng để đầu tư vào các công ty mới thành lập, có khả năng tăng trưởng cao và tiềm năng lớn. Quỹ có chiến lược thoái vốn được xác định rõ ràng. Quỹ đầu tư mạo hiểm có hai cách thể hiện chính, quỹ dạng hợp đồng và quỹ dạng công ty. Hiện nay, ở Việt Nam, nhiều dự án khởi nghiệp đã gọi vốn thành công từ các quỹ nước ngoài như IDG Venture Việt Nam, Cyber Asian Venture và DFG Vina Capital, 500 startup như Vì Momo, Tiki.vn, Vé Xe Rẻ, Foodie hay Logi.